Xin chào tất cả các bạn. Xin mời các bạn cùng tham gia thử thách kiếm tiền không khó với bạn Đăng Lâm nhé. Rồi, như vậy hôm trước là con được của bố 5.000 rồi đúng không? Bây giờ cứ tiếp tục là con sẽ trả lời câu hỏi của bố. Cứ một câu hỏi là được 5.000. Và câu hỏi ngày hôm nay bố hỏi con này. Ai cao nhất? Biết rằng bình cao không bằng an, bình cao hơn cường, cường cao hơn dũng, dũng cao hơn minh, an thấp hơn minh. Và bố sẽ cho con suy nghĩ câu này trong thời gian 2 phút. Bắt đầu. Bình cao hơn bằng an, bình cao hơn cường, cường cao hơn dũng, dũng cao hơn minh, an thấp hơn minh. Câu này rất là dễ nhé. Nhưng mà bố cho con 2 phút là quá thoải mái đối với con rồi. Ai cao nhất? Đã hết thời gian suy nghĩ. Rồi, con lại đưa ra cho câu trả lời của con. Ai cao nhất? Không có, nếu mà không có thì con phải trả lời nó không có. Không có câu trả lời. Nếu mà đoán mò thì con sẽ đoán câu nào. Còn ai cao nhất? Không đoán à? Không ai cao nhất, chắc chắn là có người cao nhất. Đây đây con thấy nhá. Con nhìn này, con phải đọc cái câu này lên con phải suy nghĩ nhá. Đây này, bình cao không bằng an. Bình cao hơn cường, chắc chắn là một loại cường này. Cường cao hơn dũng, như vậy là chắc chắn là loại dũng này. Ai cao nhất mà? Bình cao hơn cường, cường cao hơn dũng. Dũng cao hơn mình, chắc chắn là loại mình luôn này. Như vậy này. An lại thấp hơn mình thì chắc chắn là loại an này. An thấp hơn mình thì an có loại an này. Không phải là an này, không phải là mình này. Không phải dũng, không phải cường thì đương nhiên là bình cao nhất. Nhưng mà ở đây cường không cao bằng an, là bình. Bình cao không bằng an. Thì ở đây con đọc lên bình cao không bằng. Không bằng thì có thể là cao hơn hoặc thấp hơn. Cho nên con hay bị hiểu nhầm. Còn cao hơn thì bắt buộc là nó sẽ cao. Ở đây họ cho là đây chẳng qua là đố mẹo đánh lừa chúng ta. Bình cao không bằng an, chẳng qua mình đọc cái từ này mình hiểu nó không rõ nghĩa hết nha. Bình cao không bằng, không bằng thôi, không bằng nhau thôi. Có thể cao hơn, có thể thấp hơn, không bằng nhau đấy chưa. Còn đây họ chỉ rõ là cao hơn, bình cao hơn cường, cường cao hơn dũng, dũng cao hơn mình, an thấp hơn mình. Đấy con thấy không, thử thách kiếm tiền không có nha. Rồi, xem ra kiếm tiền tưởng là đơn giản nhưng mà xem ra đối với bạn đang làm chưa hề đơn giản tí nào. 3 câu hỏi bạn mới chỉ trả lời được 1 câu hỏi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin